Từ ngày 1/1/2022, việc miễn giảm áp dụng với người vi phạm luật giao thông bị phạt tiền 2 triệu đồng trở lên thay vì mức 3 triệu đồng như hiện nay. Những trường hợp được miễn tiền phạt gồm: cá nhân đã được quản thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn.